Dạ xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng đang mê sưu tầm một sao chuyện trên cả nước đang trên kênh Cuộc Sống Hoa Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với bài chuyện của chú Phúc nằm trên đường Cách Mạng tháng 8 ở dưới đình Bình Thị thành phố Cần Thơ, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phô mai quý quý ạ. Mong cô chú yêu thương ủng hộ cho chú Phúc, ủng hộ kênh Cuộc Sống Hoa Hậu Giang ạ. Em xin phép được clip chia sẻ lên quý cô chú anh chị ha. Cũng chào Phương ơi, em cũng chào anh chị gần xa ha. Em cũng cảm ơn chị gần xa ủng hộ em mấy clip vừa qua. Hôm nay em cũng về một số mai vàng và chú quý nha anh chị, có xù có luôn, giá hữu nghị. Mong cảm ơn anh chị, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Đây là mã số 1 nha anh chị. Mã số 1. Nói kẹp anh chị. Củ đế này ha. Này em đi năm đây xe gì đó. Em do gì là vừa được 39 anh chị. Cho chích lên trên. Cũng cho anh chị tham khảo ha. Lên tới đây là được còn 37 nè. Là củ đế rất đẹp luôn anh chị ơi. Chiều cao 72. Rồi cây số 1 em giao luôn với anh chị là 3.100.000 luôn à. Một cây chú biết nha chị, 3.100.000 luôn chị ơi, 3.100.000 ba xếp đầu quắt luôn à. Thứ hai là một cây mút măng nha anh chị ơi, cây mút măng lùm lực ha. Rất đẹp nha anh chị, cái này là một cốt hay gì nha anh chị ha. Em moi chỗ này là thấy một cốt hay anh chị, không phải gầy gì ha. Một bụi nha. Em quay tổng luôn anh chị ơi. Nè em đo khó rồi vậy. Tổng em này được 50. Ra vị trí gì được cũng 74. Bụi là khó rồi anh chị ơi. Chiều cao được 33. Rồi mã số 2 em giao luôn với anh chị là 1.900.000 nè. Đây xếp toàn quắc chưa. Mã số 3. Đấy rất đẹp nha anh chị. Chị từ ngày cấp ngày vườn đang chặt đó nha anh chị, nó chỗ này nó có lỗ tí ha, rồi trái lá ha. Qua đêm này được là 41 rồi ha. Dạ 41 rồi. Chiều cao 38. Rồi mã số 3 nằm giao luôn với anh chị là 2.4 luôn. Bốn là một cây mai vàng anh chị ơi. Mã số 4 một cây mai vàng rất đẹp anh chị. Để nó khá ha. Rồi năm nay được 24 anh chị. Chiều cao được 39. Rồi mã số 4 em giao luôn với anh chị là 800.000 luôn ạ. Một cây mai vàng anh chị. Số 5. Mã số 5 cũng một cây vàng anh chị ơi. Đó thế ha. Cái này giá không nghĩ dễ chơi anh chị ơi. Thấy đẹp anh chị. Em đo tổng gì được là 35 ha. Em đo một cốt nó được là 24. Chiều cao nó được là 40.
Rồi mã số 5 đem giao luôn với anh chị là 500 ngàn luôn à. Không xù nha anh chị. Xù đầu ái này, xù đầu đó đẹp nha chị. À, cái đội xù đó từ ở trên xuống đây ha, đẹp ha. Xù ủ ông rồi đẹp, rất đẹp kìa chị ơi. Để ra khá luôn ha anh chị, quái luôn ha, khỏe được rất quái ha. Quần năm này được 30 nè, chiều cao nó được 58. Ngay chỗ độ xù của nó. Cái chỗ xù nó được là 36 nha anh chị. Nó có bị cái chỗ này nha anh chị ha, cô chị cũng dám thở mình em ha. Nó bị lỗ chỗ này cái là em làm hết rồi ha, bị cái nhánh á, nhánh này bị lỗ cái em chặt rồi. Mã số 6 này em giao lưu với anh chị là 2.300.000 luôn à. Một em xuồng anh chị, mã số 7 là một cây chú quý ga không cao hết, đẹp anh chị ơi. Bữa nay giá hữu nghị dễ cho anh chị ơi. Em này được 28. Giờ em làm tầng đa luôn cho đẹp anh chị ơi. Chiều cao 80. Rồi mã số 7 em đa giao luôn chị 700.000 luôn anh chị ơi. Giá hữu nghị dễ chơi ha. Mã số 8. Tám nha, để rất đẹp ha chị. Để đầy đủ ha. Thân đất được rất đẹp anh chị. Rồi quanh được là 27. Chiều cao được 75. Rồi mã số 8 em giao lưu với anh chị là 900 ngàn luôn anh chị ơi. 900 nữa. Bữa nay giá không nghĩ dễ chơi anh chị. 10. Rồi mã số 9. Rất đẹp anh chị. Mã số 9 nha anh chị, cũng may chú quý rất đẹp anh chị. Em đo hai cho anh chị coi ha, thở ha. Em đo vị trí này được là 31 nè, chích xuống đây thì nó được là 37. Của đặt của nó là, của đặt nó được là 80. À, cái đặt của 80. Chiều cao em nói được 53. Rồi mã số 10 em giao luôn với anh chị, mã số 9 em giao với anh chị là 2.500.000 luôn à. Rồi mã số 10 anh chị ơi. Cái này một cốt trực mà chia thành đều luôn á. Mã 10 rất đẹp nha anh chị. Chốt cành kia đầy đủ ha anh chị ơi. Em này còn 28 nha. Chiều cao được 90. Rồi mã số 10 em giao luôn với anh chị là 1.1 triệu ha. Rất đẹp anh chị. Một em lùng lùng này ra.
mở gì hai mà cây năm tược cái dài rất đẹp anh chị ơi. Cái bài rất đẹp luôn ha. Em này được 33. Chiều cao được 38. Tổng đề đất, tổng đề đế đặt nó được là 150 nha anh chị. Đó, đế đặt cái bài trơn miên hoành bầu luôn. Rồi mã số 12 em giao lưu với anh chị là mã 11 em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha. Mã 1.800.000 nha anh chị. Rồi mã 12. Cái này hai mà cây đứng rất đẹp nha chị. Một cốt ha. Chia tàn đầy đủ ha. Đây mới trăm chậu mà lấy gai ha anh chị. Cây trăm chậu ha. Chia tay đầy đủ anh chị ơi. Và năm này được 34. Chiều cao được 1 mét. Rồi mã số 12 em giao lưu với anh chị là 3.100.000 luôn à. Một cái đẹp kìa. Cây 13. Cây 13 là một cốt 3 trợ tử ha. Tám tài ha anh chị. Đấy rất đẹp luôn. Chia cành thì chia nha, cành đầy đủ luôn ha. Em này được là 27. Chiều cao được là 90. Rồi mã số 13 em giao lưu với anh chị là 1.900.000 luôn ha. Tao khép tròn quá luôn anh chị. Mã 14 anh chị. Đấy rất đẹp anh chị. Cái này em đo 2 vị trí luôn ha. Vị trí trên đây là được 27. Em đo chích xuống đây là tới 31 ha. Đo 2 vị trí ha. Chiều cao nó 70. Rồi mã 14 em giao luôn với anh chị là 700.000 luôn à. Hai mươi lăm một cây phóng cao nha anh chị, đẹp anh chị. Để đơn nha, rất đẹp anh chị. Và năm này được là 28 nha. 28 cái 27 cũng nha. Chiều cao 1m3. Đế xổm lên được là 27. Đế đặt của nó được là 101 nha anh chị ơi. Rồi cái cây mã số
Mã số 15 em giao luôn chị là 2 triệu đồng trắng à. Dạ, 2 triệu đồng. Đến đâu một con trai. Má 16 là một cốt ha, rất đẹp anh chị ơi. Trên cũng ba nha tượng này, đẹp ha. Anh đây tới đây ngâm mặt tránh đục luôn, có gì nghe chị. Về cái này là về đập tàn đa đồ đẹp luôn chị ơi. Rồi năm này được là 33 anh chị. Cú đặt nó được 58. Bế sởm lên được 20. Chiều cao em nó được 80. Rồi mã số 16 em giao luôn, chị là 3.3 luôn ha. Đấy, thấy một cây cũng đế đẹp anh chị ơi, quá trời cây cây rồi đế ha. Rồi đế cũng ăn tiền anh chị ơi. Đế đặt kẹo luôn hết á anh chị. Và năm nay được là 39 anh chị. Đế đặt nó được 106. Rồi đế đặt quá trời luôn, đế đặt anh chị. Chiều cao nó được là 1m. Rồi mã số 17 em giao luôn chị là 5.2 à. Tạm xếp toàn quát anh chị. Cái 18 khế đá rất đẹp kìa chị. Mở đều ha. Có anh chị ha, cái thầy có cọng rễ này nó già quá, nó té nó nứt chỗ này cái ha anh chị. Ha, nứt chỗ này thôi. Nứt chỗ đó anh chị. Nứt cái rễ này chứ quá mình che mình đục ra lấy cái rễ dưới này cũng được nha anh chị. Tại nứt là em để luôn á. Là mình đục dưới lấy rễ dưới đây cũng được luôn ha. Nó có rễ mờ dưới ha. Em này được cầu có 40 ha anh chị. Chiều cao được 77. Đế đặt đó được là 160 anh chị ơi. Rồi mã số 18 em giao luôn, chị là 3 triệu đồng trắng luôn ha. Mã 19 là một cây búp măng rất đẹp nha anh chị. Quá trời nào đế anh chị ơi, búp măng rất đẹp ha. Yeah,
Rồi cái này em đo hai vị trí cho anh chị, khám khảo ha. Tại vì nó ấy khó đo anh chị, đo trên đây ha. Đó trên đây được 47. Đo cái cũ này luôn là được 60. Củ đế đặt nó là được 100 chị ơi. Củ đặt nó được 120 ha. Đó. Củ quá trời cái củ nha anh chị. Chiều cao nó được 48. Rồi mã 19 em giao luôn nha anh chị, 13 triệu ha. Bao xếp toàn quốc luôn ha. Rồi cái quá trời cái đấy nè chị ha. Cửa nào cũng có đế trơn hết trơn. Đế bự bự không. Mày vàng dễ đụng nha chị. Nó kẹp anh chị. Cái cây này là bị nhà vườn ha, giờ kéo lá chỗ này ha. Này này ha. Bị nhỏ nhà vườn cho làm nó chấp da. Bây giờ nó kéo theo kéo nó chân vàng ra đá trên luôn anh chị. Dạ. Không sao ha. Cây này còn dễ lụt lắm, cũng tốt. Để nào. Để đặt luôn anh chị. Đế nào nấy bự hơn tay em hết trơn nha anh chị. Ở trên này nó cung củng. Hôm nay vị trí thì được 43-8 nha anh chị. Dạ. Em đo xích chỗ này về được là 54 ha. Dạ. Hai chỗ cho anh chị giám khảo ha. Chỗ 48, chỗ 54 ha. Chiều cao được là 77. Đế đặt nó được là 200 ha anh chị. Đế đặt nó được 200 ha. Đế chởm cao lên được 30. Rồi em quá đi, không được quá. Rồi mã ra 20 này em bao giá mình là 25 triệu nha em chị. 25 triệu mà em bao xếp 300 km ha. Tại vì bự quá em không bao toàn quốc được nha chị. Mã 20 ha, 25 triệu em bao 300 km ha. Rồi. Dạ, cuối clip cũng chào anh chị hàng xa cũng ủng hộ em mấy clip vừa qua. Hôm nay em cũng về một số vàng và túi quý ha. Mong sự ủng hộ của anh chị, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. À.